Còn một tháng nữa mới đến Tết Quý Mão 2023, nhưng thời điểm này, nhiều nhà vườn tại miền nắng gió Ninh Thuận đã nhộn nhịp đón thương lái đến đặt hàng mua nho cảnh, chuyển về phố thị để bán Tết. Ngày 22 tháng 12, ghi nhận của truyền hình Dân Việt tại các nhà vườn trồng nho cảnh nổi tiếng ở Ninh Thuận. Đi đâu cũng thấy cảnh hàng chục nghệ nhân nông dân đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, nắn nót từng cành nho để phục vụ nhu cầu thượng đế trừng Tết Quý Mão 2023. Tranh thủ thời tiết nắng ráo những ngày cuối năm dương lịch 2022, anh Lê Ngọc Hoài, thành viên hợp tác xã nho A8 ở thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước cho biết, đây là thời gian cao điểm của nông dân chăm chút cho những cây nho đang độ xuân thì, chờ ngày đâm hoa kết trái để phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng theo anh Hoài, toàn vườn hiện có 8.000 gốc nho cảnh lớn nhỏ với thế dáng theo hình tượng tấm pin năng lượng mặt trời, dáng hình tròn nhiều tầng, dáng trực, giá bán trung bình từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Bữa nay mình đang cái thị trường cái giống đỏ thấy tim cho bà con cho này, ăn xong rồi đem ra ngoài mình trồng luôn, cái này nó vô dịp Tết nè. Đó, cái này đít núng nha. Cái này là đít núng nè. Mùng 10 mình cắt mùng 10 tháng 9, nếu mà tới Tết là 3 tháng 20 ngày. Còn 4 tháng thì mình ăn. Đó, cái giống này giống mẫu đơn. Mình vô trong chậu là mình thí điểm. Ngoài các giống nho đỏ truyền thống như nho đỏ Red Cardinal, nho xanh NH0148, nho ba màu NH01152 và nho kẹo 0126, thì hợp tác xã cũng cho ra đời một số giống nho cảnh mới để khai trương trong năm 2023. Đó là giống nho mẫu đơn, giống nho Kyoho, đặc biệt là giống nho đỏ trái tim cũng được hợp tác xã trồng và cho đậu trái thành công tại vườn để phục vụ nhu cầu trưng Tết của người chơi. Hôm nay thì mình cũng ra cái giống mới, ví dụ như đỏ trái tim với lại mẫu đơn với lại kiêu hô, mấy giống mới đỏ Mỹ nữa. Nó có mấy cái giống mới nè. Rồi mình ghép ví dụ như hạ đen cũng có luôn. Bà con nó ví dụ như thích cái giống nào là mình đặt mình ghép giống đấy thôi, mình có giống mà. Được biết vườn nho của gia đình anh Lê Ngọc Hoài là một trong những vườn nho cảnh lớn nhất nhì tại Ninh Thuận. Cách đó không xa, vườn nho cảnh gần 1.000 chậu của gia đình ông Đỗ Văn Thụ cũng đang độ đơm hoa kết trái kịp bán dịp Tết sắp đến. Trao đổi với phóng viên, ông Thu thông tin nắm bắt được thị trường nho cảnh sôi động sau thời kỳ Covid-19. Năm nay, ngoài việc đầu tư giống mới và công chăm sóc, gia đình ông đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng mái che cho toàn bộ nhà vườn. Nhờ đó mà những chậu nho cảnh của gia đình ông tránh được mưa nắng thất thường để đơm hoa kết trái chĩu cành cho quả đẹp. Mấy ngày qua, nhiều thương lái đã tìm đến đặt hàng tại vườn với giá dao động từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng trên một chậu. Theo giới thương lái thu mua nho cảnh ở Ninh Thuận, giá bán nho cảnh như trên là tín hiệu đáng mừng cho người nông dân. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nho cảnh tại các vườn lại không nhiều và chất lượng cũng không đồng đều như mọi năm. Nguyên nhân là do thời tiết thất thường thời gian qua khiến nhiều nhà vườn bị thiệt hại rất lớn. Nhiều cây nho đã vào chậu lại xuất hiện dịch bệnh nấm lá, rụng bông, rụng lá và cây chậm phát triển. Nha, cho mình chuẩn bị năm nay có mưa quá nhiều quá. Bây giờ mình có cái vàng đây cũng đỡ, cũng rất là đẹp. Anh em mua về 3 ngày xuân để chơi Tết. Là một trong những thương lái thu mua nho kiểng lâu năm tại Ninh Thuận, anh Lê Văn Sang cho biết, những năm trước, dịp cận Tết 15 đến 20 ngày, anh mới thu mua nho cảnh để vận chuyển đi ngoài tỉnh. Thế nhưng năm nay, do thị trường nho ăn trái nói chung và nho cảnh nói riêng khá hiếm hàng, nên phải đi đặt trước các nhà vườn mới mong đủ hàng cho khách quen ở thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường nho cảnh năm nay thì do mưa nhiều ở Ninh Thuận này, tháng mấy á, nó khan hiếm cho nên mình tranh thủ cửa hàng mấy đây, mình tranh thủ đi đặt hàng nhà vườn á. Cho nên năm nay mùa này thì mưa nhiều cho nên cũng không có nhiều. Đến thời điểm này, anh Sang đã chuyển trên 100 chậu nho cảnh lớn nhỏ tới khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu chơi Tết. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khách ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên và từ Đà Nẵng. Là cây trồng mới và độc lạ, nho cảnh có ưu điểm là có thể trưng được lâu hơn so với cây mai, cây đào hoặc quất. Mặt khác, nho cảnh cũng có thể trồng làm cây ăn trái, tạo bóng mát sau khi trưng Tết nên được nhiều người ưa chuộng.